Bản tin tiếp nối cho biết là nữ minh tinh Kelly Preston qua đời vì ung thư ngực ở độ tuổi 57. Nữ tài tử điện ảnh Kelly Preston, bà là vợ của John Travolta, đã qua đời sau một cuộc chiến chống căn bệnh ung thư vú kéo dài 2 năm. Chồng của bà là tài tử John Travolta cho biết tin liên quan đến cái chết của người vợ ở độ tuổi 57 trong một bài đăng trên Instagram vào ngày Chủ nhật vừa qua. Người đại diện của gia đình bà Kelly Preston nói rằng bà đã chiến đấu với căn bệnh ung thư ngực trong suốt 2 năm và đã nhận được sự trợ giúp của rất nhiều người, đặc biệt là các bác sĩ và y tá tại trung tâm ung thư MD Anderson. Nữ tài tử đã không chụp ảnh công khai tại một sự kiện lớn hồi tháng 6 năm 2018 khi bà xuất hiện trên thảm đỏ để cùng chồng tham dự buổi ra mắt bộ phim Gaudy của ông. Trong đó, John Travolta đóng vai một tướng cướp. Con gái Ella của họ chào đời năm 2000, con trai Benjamin sinh năm 2010. Cả hai, Travolta và Preston, là hai trong số các thành viên hàng đầu của nhà thờ và năm rồi đã nói chuyện về cuộc hôn nhân và phương cách mà nhà thờ đã giúp cho họ đối phó với khó khăn trong cuộc sống. Ella Travolta, con gái của Preston và Travolta, đã đăng tải lời tri ân mẹ mình trên Instagram và nói rằng cô chưa bao giờ thấy ai can đảm, mạnh mẽ, xinh đẹp và yêu thương như là mẹ của cô.